Chào mọi người, tôi là Nguyễn Quang Minh, 75 tuổi, tôi ở Tuyên Quang, là cán bộ về hưu. Tôi ấy, thì là có cuộc sống rất là bình thường thôi, sức khỏe tương đối ổn, về thì là vẫn tham gia thể thao bình thường, không có gì xảy ra cả. Thế nhưng mà đến cái một đợt tôi thấy rằng là cái sức khỏe tôi nó có vẻ khác. Tôi đang ngồi, tôi đứng dậy cái là nó choáng. Hơn nữa nó hay bị đau nhói ở tim này. Thì tôi cũng chủ quan, tôi bảo thôi cái này là chắc là bệnh già thôi. Thế nên là tôi cũng không để ý lắm. Thế nhưng mà nhất là cái đỉnh điểm từ đầu năm 2022 ấy, là tôi bị một cái cơn mà nó thứ nhất là nó choáng, thứ hai là nó nhói ở tim này, rồi là nó đau những cái vùng xung quanh này mà thường là hay bị mất ngủ lắm. Thế tôi sợ quá tôi đi khám thì bác sĩ cho biết tôi ấy, là cái lượng mỡ máu của tôi nó cao quá. Và thứ hai nữa là cái khi mà chụp cắt lớp xong ấy, bác sĩ bảo trong cái động mạch vành của anh ấy thì hiện nay là đã có một cái cục mỡ ở đấy rồi, nó cản trở. Nếu của anh lớn tí nữa ấy là anh phải đặt gen hoặc phải mổ. Thế nên là tôi rất là lo. Thế sau khi trở về ấy, thì trường hợp mà bị bệnh thì người ta phải phái tứ phương thôi. Thế tôi cũng chữa theo cái những cái biện pháp dân gian, ví dụ như là thịt nạc này, nấu với nị là mộc nhĩ đấy, với nị cái quả vật thủ khô ấy. Đấy, những bài ấy thì tôi cũng ăn theo như thế, nhưng đồng thời là cũng kèm theo những cái thuốc của bác sĩ cho. Thế thì tôi thấy rằng là nó ăn đều đều thôi, thế nhưng mà thấy rằng cái khi mình ngồi mình đứng dậy ấy, nó vẫn còn 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 vẫn bị choáng. Thế thế thì rất may cho tôi hôm đó thì đi họp tổ hưu ấy, thì có phàn nàn với mấy ông bạn, ông bảo ôi thế ông không biết đến cái sản phẩm mà Candy Q10 à? Tôi bảo là thế sản phẩm Candy Q10 là cái gì? Thì ông bảo là cái rất tốt cho cái bệnh tình của anh đấy. Đây, nó là sản phẩm Candy Q10. Các đàn, thế thì sau khi tôi biết được cái Candy Q10 này ấy, thì tôi thấy rằng là ở đây nói rằng là cái sản phẩm này ấy, là cái đề tài cấp nghiên cứu của nhà nước mà đồng thời là Học viện Quân y sản xuất, với những cái mà thảo mộc thiên nhiên này, với những cái nguyên liệu quý nữa, thì tôi rất là tin tưởng. Thế sau khi mà tôi sử dụng hết một liệu trình của nó là 3 tháng ấy, thì tôi dùng tháng đầu tiên thôi, tôi đã cảm nhận được ngay rồi. Tôi thấy là những cái sự chóng mặt mất ngủ của tôi ấy, là nó cải thiện rất là tốt. Thế sau khi tôi sử dụng hết một cái liệu trình 3 tháng ấy, thì tôi thấy người tôi nó sảng khoái lắm, mà những cái cơn đau của tôi ấy, thì gần như là không không thấy nó tái diễn nữa. Thế mà mình đi tập đi tành mình thấy nó thoải mái lắm, sáng dậy là đầu óc nó minh mẫn mà ngủ nó ngon. Thế thì tôi sau khi 3 tháng tôi đi khám lại thì bác sĩ có chụp chiếu các thứ, gọi là đo về cái đường huyết các thứ, thì các bác sĩ nói rằng là của anh chuyển biến tốt lắm. Thế thì anh cứ phát huy sử dụng những cái mà anh đang sử dụng đi. Thì là thế thì tôi cũng kể lại với bác sĩ là tôi dùng cái Candy Q10 này ấy. Thì bác sĩ bảo ừ cái này thì tôi cũng thấy nhiều người sử dụng lắm. Thế nên là anh sử dụng cái này mà nó hợp ấy, rất là tốt đấy. Thế thì tôi thấy rằng là nó rất là quý với tôi. Mà trong khi đó thì đã 3 tháng rồi mà đến bây giờ mà nói thì tôi cũng vẫn cứ lo sợ mà vẫn cứ dùng cái Candy Q10 này, thì tôi thấy rằng gần như là tôi không bị những cái trường hợp mỡ máu hay là trường hợp mà nó bị đau tức nữa, thì gần như là tôi khỏi cái bệnh này ấy. Thì phải cảm ơn cái Candy Q10 này rất là nhiều.